Sakura IZONE sắp debut cùng nhóm nữ đàn em BTS. Ngay sau khi Mnet đưa ra thông báo chính thức rằng IZONE sẽ tan rã vào tháng 4 năm nay, truyền thông Hàn đã cho đăng tải tin tức rằng thành viên Miyawaki Sakura đang dự định đầu quân vào Big Hit Entertainment. Trưa ngày 11 tháng 3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Sakura IZONE sẽ gia nhập Big Hit. Thông tin nhanh chóng được truyền tay nhau. Dân tình không khỏi bất ngờ trước màn chiêu mộ được cho là quá sức tưởng tượng này. IZONE tuy là một nhóm nhạc đang trên đà phát triển, nhưng vì những lùm xùm gian lận từ chương trình Produce 48 cũng như thời hạn đưa ra ban đầu, nhóm sẽ phải tan rã. Mnet đã chính thức xác nhận IZONE tan rã vào tháng 4 năm 2021. Đây chính là lúc mà các thành viên IZONE tính đến chuyện phát triển sự nghiệp riêng của mình. Sakura là thành viên nổi bật nhất của IZONE hiện tại. Tại Nhật Bản, cô nàng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng đông dân HKT48. Sakura từng chia sẻ rất yêu thích K-pop nên có ý định ở lại hoạt động tại thị trường này. Theo nội dung của tờ báo Hàn, Sakura cho biết cô sẽ ký hợp đồng độc quyền với Big Hit Entertainment sau khi hoạt động với IZONE kết thúc. Trước đó, cô đã thông báo kế hoạch này với các thành viên trong công ty và nhận được sự ủng hộ cao. Nhiều khả năng, sự xuất hiện của Sakura sẽ mở đường cho nhóm nữ mới được quản lý dưới trướng của Big Hit. Tất nhiên, cộng đồng fan K-pop gần như được một phen nhốn nháo bởi thông tin gây chấn động như vậy. Nhưng họ cũng hiểu được lý do vì sao Big Hit Entertainment nhắm đến Miyawaki Sakura cho nhóm nhạc nữ mới. Được biết, cô nàng đã có sẵn danh tiếng từ trước cũng như lượng fan hùng hậu qua hơn 10 năm hoạt động với tư cách là idol. Đồng thời, á quân chương trình Produce 48 còn là một thần tượng sở hữu sức hút lớn. Cô luôn duy trì độ nổi tiếng liên tục kể từ khi ra mắt và hoạt động trong hệ thống AKB48 cho đến lúc chính thức trở thành thành viên của nhóm IZONE, thậm chí còn từng đứng ở vị trí No. 3 tổng tuyển cử lúc còn hoạt động ở Nhật. Ngoài ra, thái độ cầu tiến cùng viral đỉnh cao chính là điểm cộng lớn của Sakura trên con đường phát triển sự nghiệp idol. Đáp lại thông tin này, Big Hit phủ nhận và cho khẳng định vẫn chưa có điều gì được quyết định liên quan đến hợp đồng độc quyền của Miyawaki Sakura với công ty chúng tôi. Kể cả vậy, phản hồi lấp lửng như vậy cũng gần như đã chốt kèo tương lai của Miyawaki Sakura và công ty chủ quản của BTS TXT. Trước đây, mỗi khi Big Hit có phản hồi như vậy về các bài báo về một hoạt động nào đó thì gần như tất cả điều đó đều trở thành sự thật, cho dù nó có khó tin tới đâu, từ việc sáp nhập công ty, hợp tác với YG hay đổi tên mới. Dân tình 9 người 10 ý khi biết được thông tin này, nghe có vẻ không phù hợp, sao lại cho vào, đã debut nhiều năm rồi, hết sự tươi trẻ rồi, thế mà vẫn vào Big Hit được à? Sinh năm 1998 thì vẫn còn trẻ mà, Sakura bạn đã cố gắng nhiều rồi nên mới tiến bộ như bây giờ, mong bạn có thể tiếp tục làm việc ở Hàn Quốc, có khi Sakura vào Big Hit Japan. Phải mừng cho Big Hit vì rước được con gà đẻ trứng vàng hai thị trường Nhật Hàn chứ, sao cứ cảm giác Sakura không hợp với Big Hit nhỉ, cô nàng có vẻ hợp công ty khác hơn với nhan sắc này. Sakura sinh năm 1998, tên thật là Miyawaki Sakura, một trong những thành viên được hâm mộ nhất của nhóm nhạc IZONE. Sakura xuất thân là thần tượng được yêu mến trong nhóm nhạc HKT48 ở Nhật Bản. Nhưng sau khi tham gia chương trình Produce 48 của kênh Mnet, Sakura được chọn vào IZONE và trở thành gương mặt vai rùa đình đám. Việc Sakura gia nhập Big Hit nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng, bởi cô hiện đang là nữ idol có tài nguyên vô cùng lớn, nhưng trước đó lại chưa được công ty quản lý tạo nhiều điều kiện để phát triển. Còn nếu về Nhật sau khi IZONE tan rã, chắc chắn sự nghiệp idol của cô sẽ hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Big Hit đã rất thông minh khi chiêu mộ Sakura về công ty. Cô nàng được ví như con gà đẻ trứng vàng vì được yêu thích ở cả hai thị trường Hàn, Nhật, nên chắc chắn sẽ giúp công ty thu về lợi nhuận không hề nhỏ.